Hôm qua, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thống Nhất đã tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2024, Phật lịch 2568. Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã gửi lời chúc mừng các tăng ni Phật tử đón một mùa Đại lễ Phật Đản tràn đầy niềm vui, an lạc và hạnh phúc. Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo đã quan tâm, chia vui cùng tăng ni Phật tử Phật giáo trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, các tôn giáo trên địa bàn huyện Thống Nhất luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp tích cực vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.